Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phạm Hưng, năm nay tôi 35 tuổi. Hiện tại tôi đang điều hành một công ty nhỏ và do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải ra ngoài gặp gỡ, tiếp khách, gặp các đối tác. Cho nên là cái việc mà uống rượu bia thì không thể tránh khỏi được. Cái ngoài việc gặp đối tác ra thì tôi còn hay gặp gỡ bạn bè và hay đi nhậu bạn bè nữa. Đi nhậu nhiều quá thành ra là bụng của tôi hiện tại rất là to và bạn bè hay trêu tôi là chửa mãi không đẻ. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà về sau thì về nhà thì vợ tôi cũng khuyên tôi là nên đi khám đi. Đấy, và khi đi khám thì bác sĩ có bảo tôi là có dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Thì tôi cũng bắt đầu hơi lo rồi. Và tôi có đi lên mạng tìm hiểu, hiểu biết là cái bệnh này nó sẽ gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm như là về tiểu đường này, ung thư này, hay thậm chí là đột quỵ. Tôi rất là hoang mang nên là về nhà tôi có tìm hiểu xem có phương pháp nào điều trị căn bệnh này không. Thì thật tình cờ tôi được biết đến cái sản phẩm Detoxify này. Theo tôi được biết thì đây là dòng sản phẩm giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng này, giúp thanh lọc cơ thể đặc biệt hiệu quả. Và đặc biệt, nguyên liệu thì 100% từ thiên nhiên và được nhập khẩu từ Pháp. Trong sản phẩm Detoxify này có thành phần là Ganesia Cambogia, CLA, cam đỏ, giúp hạn chế quá trình chuyển hóa của tinh bột và lipid. Ngoài ra thì nó còn có thành phần là chitosan nữa, đấy, giúp hấp thu lượng mỡ thừa bám ở nội tạng và đẩy ra ngoài theo đường tiêu hóa. Tác dụng rõ rệt nhất của Detoxify chính là khoảng từ 3 đến 5 ngày và cùng lắm là 7 ngày sẽ thải được một lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. Số lần đi vệ sinh trong ngày có thể sẽ tăng lên, thế nhưng mà sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt của mọi người. Detoxify không phải là sản phẩm gây mất nước hay là gây chán ăn, cho nên là cân nặng sẽ xuống giảm từ từ và sau khoảng 1 tháng thì sẽ giảm được từ 4 đến 5kg. Và đây là cái mức cân nặng được các nhà khoa học cho phép bởi vì nó sẽ chỉ chiếm khoảng từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể trong 1 tháng thôi. Mọi công dụng của sản phẩm này đều là những cái mà tôi cần trong lúc mà sức khỏe của mình đang xuống cấp. Cho nên là tôi đã quyết định là đặt thử một liệu trình của Detoxify vì các bạn nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình cho tôi và tôi đánh giá rất cao cái sự chăm sóc khách hàng của các bạn. Và sau một liệu trình sử dụng thì tôi thấy là sức khỏe của mình đã được cải thiện đáng kể. Vòng bụng của tôi đã giảm được 8 phân và cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất là nhiều. Về cách sử dụng thì mỗi lần chỉ uống 2 viên và ngày 2 lần trước khi ăn 30 phút. Ngoài tác dụng thanh lọc mỡ nội tạng hiệu quả thì một điểm mà tôi thích thú nhất ở sản phẩm này đó chính là nó không gây cho mình cái cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ hay uể oải. Và ngược lại, tôi luôn luôn trong tình trạng là vui tươi. Đấy là điểm mà tôi rất là thích. Ngoài ra thì cái phần da của tôi trước đây nó hay bị xỉn này, đen này, xám này, để do cái giờ giấc sinh hoạt của tôi nó linh tinh hay đi sớm về khuya. Nhưng mà sau khi sử dụng sản phẩm này thì bây giờ da mặt của tôi nó đã sáng mịn hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Và mọi người nhìn tôi lúc nào cũng tươi tỉnh và hỏi là trúng số à. Tôi có lời khuyên dành cho những em mà hay phải nhậu nhẹt thường xuyên, uống rượu bia nhiều như tôi trước đây thì hãy thay đổi cái lối sống của mình đi và bổ sung thêm những sản phẩm mà cải thiện sức khỏe như là sản phẩm Detoxify này. Đấy, sản phẩm này vừa dễ sử dụng này, lại vừa an toàn, đặc biệt hiệu quả này. Đầu tư vào sức khỏe thì không thể đi đâu được. Có sức khỏe có tất cả. Ngay ngày hôm nay, đứng lên đấu tranh chống lại giặc mỡ nội tạng hay chấp nhận thỏa hiệp là do bạn lựa chọn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.